はここにいるよ。どこも行かずに待ってるのよ。いろいろな未来からこそ失敗しなくていいんだよ。ねえ、マジでちょっと、Em đọc comment cho anh nhá. Chưa có ai comment cả. Chưa có ai comment á? Chưa có ai vào. 69 người. 69 người á? Lỗi mãi, xin lỗi mọi người vì lỗi mất 2 lần. Bây giờ là vào chính thức luôn. Hôm nay thầy Dũng đẹp trai không? Đấy. À, Việt Sẹo bảo lỗi mãi này, Cường Tây bảo đến hẹn lại lên này. Đấy. Cũng như có 2 người comment thôi. Thực ra bài hát này mình cũng đã cho học sinh của mình nghe rất là nhiều rồi mà. Ừ. Đứa nào cũng hoan hô, rất là nhiệt tình. À. Thầy ơi, thầy dạy đi, dạy đi, dạy đi. Thế nào? Hôm nay mình sẽ dạy cho các bạn. Ok? Bài hát này đúng không? Ừ. Ừ. Bài hát này là Coco ni iru yo. Thanh Hằng hay lắm. Cường Tây cho thầy cô. Có nghĩa là gì nhở? Có nghĩa là gì cô Thanh biết không? Coco ni iru yo. Em ở đây này. Em ở nơi đây hoặc là anh ở nơi đây đúng không? Ừ. Ngô Văn Tuyến bảo là anh ơi anh đừng hát thẳng loa. Baby boy. Bài gì thế sensei? Anh đọc lại nam mẹ của nó đi. Coco ni iru yo. Anh viết lên bảng á. Coco ni iru yo. Hòa Tiền Tỷ Dũng sensei đẹp trai này. Thành Nam chào thầy này. Nguyễn Duy Quang konbanwa sensei. Thanh Thủy hí hí luôn. Coco ni iru yo. Iru yo. Ok. Được chưa? Ừ. Rồi. Baby boy, watashi wa koko ni iru yo. Doko mo ikazu ni matteru yo. You know it all up da kara koso. Cô Nam Nguyễn chào sensei này. Hôm nay thầy Dũng sẽ dạy hát cho mọi người. Vào hồ thầy nhé. Ý tài cô tô wa karu de shô. Anata no koto o matteru yo. Đấy, thầy Dũng hát kinh nhớ. Xin xin đẹp trai quá. Cô ni iru yo ですね. Ừ. Bao nhiêu người đó? 179 người. Ít thế. Ít nhỉ. Không sao. 179 người. Nguyễn Ngọc Hùng chào anh Dũng nhỉ. Chào Nguyễn Ngọc Hùng. Ừ. Chả nhìn thấy các comment của các bạn tuy nhiên à, em chào chị đọc comment. Ừ chị chào em. Kashu Janaika. Nguyễn Dương Anh chào thầy cô kìa. Bạn Dương Anh này hình như học sinh của online đúng không? Cũng nhớ, nhớ mặt luôn. Đào Hoa Thì Dung hay quá. Cho mọi người nghe bài nghe hát một tí đi. Cho nghe hát một tí á. Được. Chúng ta sẽ nghe hát một tí xong rồi sẽ vào gì nhỉ? Vào phòng hát của thầy Dung nhá. Anh múa đi. Nguyễn Anh em chào thầy cô. Yeah. Thầy hát hay quá, Hảo Hiền Hòa kìa. Lan Oanh, Lan Anh đúng không? Lan Oanh chào thầy cô. Duy Tiến bảo chào thầy Quý Bắc kìa. Bắn tim vì cô Thanh nha. Yeah. Phượng Vũ bảo là mãi nghe thầy hát suýt cháy rồi thì khó. Tâm Mori chào thầy cô. Đấy. Làm sao để giỏi như anh chị có giỏi lắm đâu. Xin phải xin nạc tệ in đa yô. Đông nào đi tố kê ni tê mô. Thả vào đàn này yô cô nô cô hô đô. Ý tài cô tô hoa cần nê xô. À nạc tà nô cô tô mạ tê rư yô. Em không chào thầy em chào cô. Có người chỉ chào em ấy nhé. Bài này quá hay luôn. Bài này là một bức thư của một anh chàng khi mà không ở cạnh cô gái mình yêu. Thế là anh ấy viết thư cho người yêu của anh cô ấy. À anh ấy rồi. Các bạn tưởng tượng xem. Bây giờ chúng mình đang ở Việt Nam, chúng mình đang yêu nhau chẳng hạn. Nhưng mà gì nhỉ? Cô ấy lại đi du học mất rồi. Đấy, mình ở nhà mình không biết làm thế nào. Mình cứ ngày ngày ngồi dưới bàn xong rồi viết bức thư gửi tặng cho cô ấy đúng không? Ừ. Tuy nhiên bức thư đầu tiên viết ra rồi nhưng mà lại không gửi. Ừ. Đấy. Không có đủ dũng khí để gửi. Xong rồi bức thư thứ hai cũng định như thế nhưng mà không gửi cho cô ấy. Và bức thư cuối cùng thì là gì nhá? Anh ấy dồn hết tất cả tình cảm của mình, dũng khí của mình đúng không? Tình cảm của mình xong rồi gửi tất cả ba bức thư cho cô ấy. Ok. Koko ni iru yo. Ok. Hay và chúng ta sẽ cùng học hát 273 người.
xin lỗi, em lại đá vào cái cây. Trước khi học hát thì mình có một vài cái phần quan trọng muốn dạy cho các bạn. Rồi các bạn hôm nay phải ủng hộ thầy Dũng nhiệt tình mới nhá. Trong văn nói, trong văn nói nhớ chưa? Những cái tính từ á, tính từ này, tính từ hay động từ những cái gì đó kết thúc bằng a này, a này, y này đúng không? Nó biến thành nê hết, nó biến thành nê, thấy chưa? Nó biến thành nê hết. Ví dụ tà cai này, ví dụ dùng từ nhá, viết đây. Viết katakana, romaji. Tà cai thì biến thành á? Take. Tự nhiên lại biết. Tại vì chữ ta này nó giống chữ này quá, chả nó gọi viết gần giống nhau đúng không? Đấy, ta kê này nhé. Ok. Ta kê kéo dài cũng được. Mà chữ y này nhá, trong văn viết ạ. Văn nói. Trong văn nói thì người ta cũng phải viết thành chữ cứng lại cũng được. Ta kê. Ta kê này nhé. Ok. Hay là cái ví dụ như là kawaii này. Kawaii này. Okane ga nai thì thế nào? Okane ga ne. Sorry. Ok. Basho ga nai đấy nè. Setsunai tức là buồn thì cũng là setsune đấy nè. Kotoba ga dete konai, kotoba dete konai đấy. Biết không này? Kotoba de dete konai, dete konai tức là không nói, không thốt lên thành lời này nhé. Dete konai thì là konai nhé chưa? Rồi. Con hiểu cái mẫu này chưa? Mẫu hát này chưa? Hiểu rồi. Cô Thanh hiểu rồi. Hay. Vậy thì chúng ta sẽ bước vào này. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu hát học hát luôn nha mọi người, học hát bài này. Bài này là rap của Nhật. Mà bây giờ mà học tiếng Nhật mà hát được cả rap Nhật thì phải gọi là quá siêu ấy. Hôm nay thầy Dũng sẽ biến mọi người trở thành các ca sĩ rap Nhật. Đấy. Bây giờ mình chỉ dạy cho các bạn đoạn đầu nó hát nó hay nha, còn đoạn sau, những đoạn sau nó hát nhanh quá thì chúng ta chỉ giải hiểu quyết nghĩa. Ý nghĩa của nó thôi. Được chưa nào? Các bạn đồng ý không? Ok, thì bấm like. Đầu tiên là nghe từ đoạn 1 đấy nhá. Đây là gì nhỉ? Soji Fit này, Aoyama, đây là tên người ca sĩ hát bài này. Đây tên bài hát nhá. Ok, tên bài hát là Koko ni iru yo, thấy chưa nào? Ok. Baby boy, watashi wa koko ni iru yo. Yes. Yeah. Baby boy, watashi wa koko ni iru yo. Anh nhìn ra, nhìn ra. Watashi wa này thì đây, này cậu bé đúng không? Em vẫn đang ở nơi đây đúng không? Rồi này anh ơi. Baby boy mà. Chàng trai của em nó gọi người yêu chàng trai của em. Chàng trai của em đúng không? Em vẫn đang ở nơi đây đúng không? Baby boy. Doko mo ikazu. Các bạn này nói này, doko mo ikazu. Hát này. Doko mo ikazu ni ma. Nghe chưa? Này. Chữ đoạn này nhớ chưa? Chờ một tí. Doko mo ikazu ni ma. Chữ này chữ ni này. Doko mo ikazu ni ma. Mặt nói dài ra một tí nhá. Doko mo ikazu ni matteru yo. Mặt để kéo dài một tí là được. Rồi. Dạ. Hoàn hóa lại cái câu này. Nghe lại cái câu nhá. Baby boy, watashi wa koko ni iru yo. Doko mo ikazu ni matteru yo. Yes. Dạ. Huyền Ly, I love you. Yes, I love you too. Đấy, nghe lại nhá. Baby boy, 私はここにいるよ。どこも行かずに待ってるよ。今なら涙だからこそ。いろいろだろう、いろいろだろう。いろいろだろうだからこ、いろいろだろう。ごめん、とげはんね。いろいろだろうだからこそ。You know, you 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 know,
anh không cần phải lo lắng gì cả đâu, được chưa? Đi đời. Đa cà là cô số xin bài xin nạp tệ in đá yô. Được chưa? Tiếp theo đoạn tiếp theo này. Xin bài xin nạp tệ in đá yô. Đón nà mi tô cư ni tê mô. Kha bà đà nà yô con mô cô.
nani don nani toku ni itte mo chỗ này à thô gì đây toku à toku này toku ni à tou tou thôi mà à thôi đấy nhé don nani toku ni tou kéo dài làm gì don nani toku ni itte mo chỗ này đi gọi là kuni là nước không phải nhưng mà không phải là đất nước nhớ chưa don nani toku ni itte mo kuni demo ok à y demo tức là cho dù ở nơi đâu nhớ chưa cho dù anh có ở xa như thế nào đi chăng nữa đúng không nhưng mà gì nhở kawaranai yo kono kokoro tức là gì nhở trái tim em à, cho dù em có ở xa như thế nào đi nữa nhưng mà trái tim em vẫn không hề đổi thay đấy chưa kawaranai yo kono kokoro được chưa nào ok nghe lại một tí nhá hay là học lốt lốt đoạn cuối cùng đó. Thấy chưa nhở? Itai đây là gì nhở? Điều muốn nói khi mà các bạn nghe không hiểu thì các bạn cứ tưởng là itai nhớ chưa? Itai là đau nhưng mà không phải. Itai koto wa karu desho. Itai koto wa karu desho. Tức là gì đây? Anh có hiểu và có được đề xuất anh có hiểu và có được hiểu không anh có hiểu lời em muốn nói không được chưa điều em muốn nói không để đấy anata no koto matteru yo em gì đấy em đợi. Vẫn đang đợi anh ừ. Được chưa nhở nghe lại từ đầu nhá ok bạn Bình Nguyễn bảo hay quá sensei bài này nó dễ quá dễ nhưng mà có bạn vừa bảo em bó tay bài này thôi bye bye thầy đấy thế á cùng nhau hát nha, mình sẽ cùng hát. Watashi wa koko ni iru yo, doko mo ikazu ni matteru yo. Iro ga iru yo dakara koso, shinpai shinatte inda yo. Donna ni toku ni itte mo, kawaranai yo kono koro. Iitai koto wa wakaru desho, anata no koto wo matteru yo. Hát lại đi anh, hát lại. Đoạn này rất là hay, mọi người cứ đọc từng câu một đấy. Hát lại á? Ừ. Hát lại. Hát lại lại bởi vì mọi người bảo khó à. Lại. Đang học bài này mà cứ đòi sang bài khác á, ghét à. Baby boy, watashi wa koko ni iru yo. Doko mo ikazu ni matteru yo. You don't have to be dakara koso. Shinpai shinatte inda yo. Donnari toku ni itte mo. Wow, hát được rồi nha, yeah. Hát được chưa? Hát được rồi, em hát được rồi. Chúng ta chỉ hát ra điểm khúc thôi, còn đã rap thì hãy để cho thầy Dũng xử lý. Rap thì mình cũng không hát được. Thỉnh thoảng có một vài đoạn thì mình hát cũng được, nhưng mà nếu nó dài quá mình không hát kịp được á. Nên là gì chúng ta cũng giải thích mình sẽ giải thích ý nghĩa của bài hát này cho các bạn nhé. Ừ. Ok. Rồi xin mời, vỗ tay. Bây giờ mới ghi này. Bukyo này, bukyo na ore. Ừ. Ore là nói chung là nói là anh đấy. Ừ. Trong bức thư này nói là anh đi. Anh một người vụng về và em một người ở nơi xa ấy đúng không? Ừ. Anh vẫn chẳng gì đấy, chẳng nói được. Ý dự lý là ý này, anh vẫn chẳng nói được cái tâm trạng gì đấy, cái tâm trạng mà muốn gửi đến em hay là tình cảm, kimochi là gì cả tình cảm được. Ừ. Anh mãi chẳng gửi được cái tình cảm muốn gửi tới em, ừ. Thế mà em lại đi mất rồi. Wow, rồi. Cái đoạn này là ichimatta này. Tức là itte shimatta được đấy. Ok. Hay là ichatta chỗ này được. Ừ. Ichatta được. Đấy. Học hát phải thế chứ đúng không? Ichimatta. Ichimatta nữa. Ichimatta. Ichimatta. Ok. Ok. Hay. Tiếp theo. Rồi, nghe tới câu 2, câu tiếp theo nha. Imasha. Là bây giờ. Nokosareta kimi wa album no naka. Ừ.
em ở lại, à, em còn lại nơi đây đúng không? Bây chỉ giờ. Còn trong bây giờ chỉ còn trong cuốn album mà thôi. Tóm lại là ở xa không thể gặp đúng không? Ừ. Chỉ còn trong cuốn album mà thôi. Đúng không? Đêm bà đế như kiểu là qua điện thoại, đêm bà là sóng nhá, sóng của điện thoại. Đêm bà đế Sika Ainai Hibi. Hibi là những cái ngày tháng mà chỉ được gặp em qua sóng điện thoại ấy. Tức là chỉ có điện thoại thôi. À, thế nhưng mà em ơi, ga kề đồ, anh chẳng trông thấy cái gì? Khuôn mặt cười cái của em. Nụ cười hay là khuôn mặt cười của em, được chưa? Kimi no hohoemi. À, anh chẳng trông thấy khuôn mặt cười của em, hay là anh chẳng trông thấy nụ cười của em cả. Rồi. Thế nhá. Kimi no nukumori tức là gì nhỉ? Sự ấm áp của em, hay là đây là sự ấm áp và hương mùi thơm. Hương tóc em. Là cao đi tức là mùi hương nhá. Sự ấm áp và mùi hương thơm tóc em. Kono nodo no kawaki. Nodo ga kawakimasu là gì? Cơn khát đúng không? Cơn khát này. Được chưa? Tìm bắn tung tóe cho anh nhá. Cơn khát này thì nhỉ? Cái đoạn này gì cả? Cơn khát này thì à, cái này này, cái cao đi này này, được chưa? Phần nhớ này. Cái cao đi này, cái mùi hương và mái tóc này thì không làm vẫn đủ. Không làm đủ mà ta sẽ vẫn không thỏa mãn được cái cơn khát này. Ok. Được chưa nào? Rồi, tìm bắn tung tóe cho anh sướng nhá. Tức là cái đoạn này này, xong bắt đầu cái giao dịch này, vẫn không đủ thỏa mãn cơn khát này. Được chưa? Ok. Ok, tiếp. Được chưa? Baby boy, ba 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 ba. Đây rồi. Hibi no naka, trong những ngày tháng, à, những ngày tháng thì là cứ trôi đi, được chưa nhỉ? Ừ. Cứ trôi đi. Nandaka chẳng hiểu vì sao mà anh cứ mãi suốt, cái này tôi nhiều người suốt chỉ miệt mài tìm kiếm được. Sagasta chỉ miệt mài tìm kiếm hay là chỉ suốt chỉ miệt mài tìm kiếm cái hình bóng của em mà thôi, được chưa? Cái này đòi gì đây? Omokage, được chưa? Kimi no omokage hitasura sagasute iru. Được chưa? Sagasta. Chưa nào? Tiếp theo. Đoạn này nhá. Kimi to yoku aruita ano michi wa, tức là gì đây? Con đường ấy, con đường mà anh thường hay đi với em thì nó thế nào? Bây giờ im ạ. Bây giờ thì chỉ còn vang này, vang lên. Hibi hibi te ita, chỉ còn vang tiếng bước chân của riêng anh mà thôi. Cái này nữa. Con đường mà anh với em thường hay đi ngày đấy, bây giờ chỉ còn vang tiếng bước chân của riêng anh mà thôi. Trời đẹp trai quá. Thấy chưa? Ok. Nghe lại lần này nhá. Yes. Đang lên đoạn hay em đến đoạn hát được cơ. Không phải dịch đoạn này đã. Ừ thì anh dịch đi. Ừ. Anh cứ đẩy cho tôi vui. Con na cô tổ tức là những cái chuyện này trước hơn những cái công việc, à hơn những cái chuyện này. Cô tổ vui đi nhé. Anh muốn hỏi em một vài việc khác, được chưa? Omae no hou wa genki ka? Em có khỏe không? Omae tức là em, được chưa? Omae no hou wa genki ka? Chan to meshi kutte iru ka? Chắc là nhiều từ này các bạn không biết này. Meshi cũng là cơm này. Meshi nhá. Cư tức là cứt. À, cư tức là cư tức là chiến. Làm tí không? Ăn cơm không? Thế quan ta biết đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển thành cư chiến không? Kutte kutte. Làm tí không? Kutte kutte chiến là chiến đi chiến đi, nhớ chưa? Ok. Chan to meshi kutte iru ka? Tức là anh em có ăn uống gì đầy đủ không? Cái đợt cho em dạy học sinh cái bài mà cái câu mà cứt tê cứt tê bắt học sinh cũng cười ầm ầm đấy. Thấy chưa? Cử cử làm gì không? Chết không? Nó sẵn cử. Ok. Hay. Hết rồi à? Rồi, thế sao điệp khúc? Em thích đoạn này. Không thật sự à? Chưa. Ô, vẫn chưa.
cái sổ mẹ kiếp nhá, sổ mẹ kiếp, sổ mẹ kiếp, quả nhiên là thì đây, yapa yên này à, quả nhiên là không nói được nữa thì chưa, yapa yên này cả, mà ta côn đồ okuru yo, lần tới anh sẽ lại gửi tiếp bức thư của anh, thấy chưa, ore kara no letter, bức thư tình từ anh à, được chưa nhở? Rồi, bao lần chúng ta hát cùng nhau nào. Ấy, thế nào? Mình thích nhất bạn này. Này cái thứ ba lần thế nào, có ba lần giáp chưa, dài vãi trưởng. Rồi nghe em thì các bạn đã chết rồi, đơn giản thôi. Chứ mình dịch nhanh một tí nhá. Ok. Cái hình dáng đây là sư đa tạng, hình dáng của em mà anh trông thấy trên bãi biển, đây là Sunahama trên bãi biển Kamakura, Kamakura địa danh đấy chưa? Nó thế nào? Hình dáng đó này, những cái lời mà anh muốn nói tới em thì đã bị sóng nuốt trôi đi, đấy chưa? Cuốn trôi đi, kiểu sóng anh to quá, anh chém gió mà, anh chém gió. Và, em ơi yêu em, nhưng mà sóng nó anh to quá, này con này không nghe thấy, kiểu ý nó muốn nói như thế, đấy chưa nào? Ok, hay. Kimi ni iitai kotoba desu ne. Kimi ni iitai kotoba nandaka machi setsumei wo tobu nai. Nante kotoba da. Được chưa? Chẳng hiểu tại sao nhưng mà maji đây này, ngăn nhớ này. Maji và honto ni đây này. Maji bằng lại honto ni. Honto ni. Thật sự là setsune tức là setsunai, setsunai tức là buồn, bằng mẹ sabishi nhớ chưa, cảm giác buồn bã chán nản. Setsunai maji setsune đấy, maji để setsunai đấy, bảo mẹ hông tôn ý maji đấy, các bạn nhớ nước mà maji không? Ok, maji thật không đấy, được chưa nào? Otoko nano ni nande, là con trai tại sao, tại sao lại không nói được một lời nào cả? Kotoba de dete konai đấy, được chưa? Tức là kiểu như là không thốt ra được lời nào á. Được chưa nhỉ? Ok. Yes. Được chưa? Ok. Cái đoạn này cũng hay. Em có còn nhớ không? Oboetemasu ka? Oboeteru ka? Kimi to itta karaoke no naka, đúng không? Trong cái buổi đi hát karaoke cùng với em. Được chưa? Thì thế nào? Ore ga ireta kyoku no kotoba moneta ni ukanda mama, tức là gì? Những cái lời của bài hát mà anh đã lựa chọn, ireta này nhé. Những lời của bài hát mà anh đã lựa chọn. Thế nó cứ hiện mãi trên màn hình, moneta là màn hình nhé. Ukanda mama nhé. Honto wa kimi ni tsutae katatta. Đó chính là những cái lời mà anh thực sự là anh muốn cười tới em này, đấy kiểu bọn trẻ con ngày xưa hay thế đúng không? Ừ. Đúng mọi lời mấy cái lời bài hát xong bắt đầu hát kiểu nói bong nói gió hát cho người yêu, nhưng mà này nhỏ ơi lần này ta gặp nhỏ kiểu này đúng không? Ok. Yeah. Được chưa? Hay tiếp theo xem còn gì nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Yeah. Ơi, vào cái ngày gì đây mà hai đứa mình hẹn gặp nhau nhỉ? Mà chờ lần đầu tiên hẹn gặp nhau chỉ có hai đứa mình thôi ấy, đúng không? Gì à? Nó cứ như là cái gì à? Tình cờ. Tình cuộc cứ như là chúng ta tình cờ gặp nhau vậy. Ta gặp nhau có hẹn rồi nhưng mà nó giống như là chúng ta tình cờ gặp nhau. Được chưa? Thôi. Anh có thể quên được. Đoạn này tiếp theo. Hashagi tức là sự vui đùa, đúng không? Sự vui đùa, nghịch ngợm. Hohoemu tức là nụ cười này. Wasurenaite
Nai tê tức là thằng này nó muốn nói là gì nhỉ? Anh đã bảo là hay là gì, trong ý nghĩa của nó, trong ý nghĩ của nó nữa. Anh không thể nào quên được, anh không thể nào quên được gì? Quên được nụ cười của em hay là gì nhỉ? Những lúc em vui đùa hay là những lúc em đùa nghịch. Yes. Ok. Yes. Có bao nhiêu mình xem? 230. Ít thế. Anh đổi khách hàng đi đấy. Anh chẳng qua. Thật mà. Mà cô này ôi tìm có luôn ạ. Thôi rồi, anh cứ dạy đi, không sao đâu. Ok. Dạy cho em được rồi. Tiếp theo. Nhờ, mọi người nhờ. Hanashi đúng không? Câu chuyện khá là quá nhiều tim luôn. Sore chimatta. Sore có một động từ của nó là sore được. Sore mà cái đó là động từ của nó sore được, tức là lệch chạy hướng đi, nhớ chưa? Câu chuyện của anh nói đã bị chạy hướng đi khá là nhiều rồi. Ừ. Được chưa? Ừ. À, em nhưng mà em hiểu rồi đúng không? Và khá đời đã. Ừ. Ode no itai koto wa. Ừ, hiểu rồi. Hiểu, hiểu những lời anh nói chứ. Mọi người hiểu chưa? Ode ga itai koto wa. Yes sir. Bạn có hiểu không? Hiểu mình nói không? Có hiểu, em hiểu rồi ạ. Hanashi kanari sore chimatta ga. Wakaru na. Ừ. Ode ga itai koto wa. Ừ. Ok. Không bảo với anh luôn luôn có 200 người dõi theo lời hát của anh. Yes. Tiếp theo, chữ này là chữ sit, tức là cất, được chưa? Sit là cái okay, này, sit. Bỏ mẹ. Nokori kaku basho ga nai thì là ga ne ya. Nai yo, nhớ chưa? Chữ ya này tương đương với chữ yo này nhé. Yes. Mẹ kiếp, chẳng còn chỗ nào để viết nữa. Ngày chẳng đó, ví dụ bức thư của nó như thế này, nó viết vài cái lời đằng trước, những cái lời đằng trước mà chúng ta vừa dịch xong á, vừa đọc giáp xong á, chính là cái lời của bức thư thằng này. Được chưa? Thằng này nó viết vào. Tuy nhiên thằng này thôi chết mẹ, bỏ mẹ rồi, không còn chỗ nào để viết nữa rồi. Xin lỗi em nhé, đúng không? Lần tới chắc chắn là anh sẽ gửi cho em. Gửi thì gửi luôn, nhưng còn phải giả vờ. Chỉ comment đấy. Chỉ là dệt tài này ok được kara. Yes. Được chưa? Ok. Đến đoạn đáp chưa? Đó. Giờ đoạn đấy mà đoạn đầu tiên. Hâm mộ thầy Dũng quá kìa. Rồi ôi, ai đâu nhầm hay quá thầy Dũng ạ. Ore ga motto okanemochi datta ra. Nếu anh trở nên giàu có hơn nữa, nếu anh có một công việc ổn định hơn nữa, đúng không? Chỉnh chu mà tôi mua là siêu tổ một công việc chỉnh chu hơn nữa. Được. À, tức là thằng này kiểu như là chắc là nó đi làm rồi. Kiểu ước mong ngày sau hơn. Ok. Xong là đi xuất khẩu lao động. Ok. Nên là thằng này không gặp con này mà đang không gặp con này mà. Ôi chẳng muốn bất khoản bài gì để xin thề. Bạn này là ghi xe. Bạn này không chém gió. Hy sinh nhớ chưa? Nếu mà anh có thể hy sinh tất cả, đúng không? Thì chắc chắn anh sẽ hy sinh vì em, làm tất cả những điều vì em, nhờ làm cho em hạnh phúc ạ. Mấy thằng con trai chỉ dám chém gió thôi. Chống chống này này. Ừ. Ore ga zettai ni kimi wo. Đấy nhá. Shiwase. À không, mình sẽ không nói là thằng nữa. Shiwase ni suru. Ừ. Dạ. Làm cho em hạnh phúc ạ. Ừ. Em bảo cái câu vừa nãy mà tán gái được ấy nhỉ? Lại cũng được đúng không? Ừ. Thế nhưng mà em ơi, làm ơn đúng không? Làm ơn please và làm ơn đúng không? Kanchigai này đừng có hiểu à? Sư được. Ở đây có một chỗ như thế này, sư được. Sư na thì nó biến thành gì nhỉ? Sân na. Ừ. Làm ơn em đừng có hiểu nhầm nhá. Can chi gai wa dake wa sun na yo. Wa sun na yo. Sư na. Được chưa? Sun na yo.
tất cả những ghế hàng là này, trong văn nói là đi để đồ này, thì nó sẽ biến thành một ưng hết này. Ok các bạn nhớ nhá, nên là sư thì cũng biến thành ưng này, sân là này, được chưa nào? Bây giờ mình sẽ đưa ra một vài ví dụ. Ví dụ một từ mà chúng ta hay một từ mà chúng ta hay gặp nói thường xuyên trong văn nói đúng không? Okai di nasai đúng không nào? Mình biết đấy nha. Nhìn thấy không em? Okai di nasai. Linh mãn vào trái tim của em ngập tràn cả màn hình rồi. Cảm ơn em. Okai di nasai nhớ chưa? Ừ. Thì bây giờ chữ hàng gì đây mình vừa nói là gì đây? Là đi đưa đề đồ biến thành ưn đúng không? Chữ này sẽ biến thành ưn thì sẽ đọc nào? Okai nasai. Đọc rất là nhanh. Okai nasai. Okai nasai. Okai nasai. Được chưa nhỉ? Người ta sẽ nói rất là đã hiểu. Đã lại. Em thường đến xong em đã về một cái en. Cái en nó. Cái thứ thì nó biến thành là cái thứ nó bình thường, cái thứ nó thì là cái en nó. Được chưa? Cái en nó. Được chưa? Cái thứ nó này, cái en nó. Chúng ta nói hay nói gì nhá? Hay là gì nhỉ? Mày có bạn gái rồi à? Kanozo, kanozo bạn gái, có là iru đúng không? Kanozo in no. Được chưa? Iru đâu thì biến thành in no. Rất là nhanh đúng không? Hay okane an no, hay là mày có máy tính à? Pascon an no. Aru no thì là an no ですね. Vỗ tay. Yeah. Cái này là quá là cay hoa luôn đấy nhá. Được chưa? Rồi. Là trong tình huống này là suru na này, sun na, được chưa? Đừng bao giờ nhầm. Ok, xem trả lời ai comment gì. Không, mọi người comment nhưng mọi người toàn bảo là em yêu cô Thành. À không, nhưng mà mọi người bảo là em yêu Thầy Lương ấy. Vậy cứ lên dài đi để em đọc comment nhá. Em chả đọc comment cho anh chả biết mọi người đã. Nhưng mà tại vì anh đang dạy em không thể đọc được á. Mọi người cứ like thì không cần phải comment nữa. Comment thì comment cho cô Thành được rồi. Ok. Kimi ni sabishi omoi wa sasetaku ne. Đấy, sasetaku nai thì biến thành ku ne đúng không? Yes. Tức là gì? Anh không muốn làm cho em thế nào phải buồn. Được chưa? Sabishi omoi, omoi tức là phải suy nghĩ, suy nghĩ buồn phiền làm gì cả. Đúng không? Isogashi naka amma gì? Amma. Tức là amma trong người sẽ là ammari như thế. Amma hanase ne. Đấy, hanase nai đúng không? Biến thành hanase ne. Yes. Được chưa? Được. Mọi người comment nhiều lắm nhé, không đọc lại cứ cái chữ dài này thì à? Chẳng qua là gì nhỉ? Đang trong lúc anh bận rộn nên là anh không nói chuyện được nhiều mà thôi. Ừ rồi. Này chém gió mà. Ừ. Được chưa? Con trai chỉ biết chém gió thôi. Ok. Yes. Nhưng mà em ơi hãy tin anh đi. Yes. Cái này đúng không? Cái này tức là gì nhỉ? Là cái việc mà thằng này không nói chuyện nó tất là cả những cái điều này, tất cả những cái điều này là dành cho tương lai của chúng ta. Ta được chưa? Thầy Dũng không biết tiếng Anh, thầy hỏi cái câu này nghĩa là gì hỏi mình chứ. Bất shōjiki, nhưng mà thành thực mà nói bây giờ thế nào đây? Imatsu kimi ni aitai, con này con biết rồi không? Bây giờ anh muốn gặp anh ngay lập à, anh muốn gặp em ngay lập tức đúng không? Imatsu dakishime te yaritai, anh muốn ôm em thật là chặt. Muốn gặp thì gặp đi. Dakishime tức là ôm em thật chặt nhé. In desu ka? Tiếp theo. Mukashi kimi ga ore no tonari de suwateta seki ni wa mou dare mo inai tte. Ôi em ơi, cái gì đây? Cái ghế mà ngày xưa em vẫn ngồi bên cạnh anh á, kimi ga suwatte tức là gì? Cái ghế mà ngày xưa em vẫn ngồi bên cạnh anh á, thì bây giờ chẳng còn có ai cả. Mo dare mo inai tte. Được chưa? Tokashii naka ama hanase ne ga everybody kore wa all for the shoki imasu kimi to aitai imasu dakishime te yasai kashi ga kimi ga ore no tonari de suwatte te seki ni wa mou dare mo inai tte wa sonna koto wa itai to wa sonna nja ne da imasara toka zutto itakatta kotoba wa kore okuru onsen. Kiri dai. Đây là gì? Nói nó nào. Mà thôi đấy. Son na koto wa in da. Chuyện đó thì cũng kệ đi. Son na koto wa in da. In da thôi kệ đi. Chuyện đó thì kệ đi đúng không? Itai koto wa son nan ja nen da.
Điều dàn anh đà đúng không? Dàn ai thì mình dàn nên đà, được chưa? Tức là gì? Điều anh muốn nói không phải là như vậy. Được chưa? Imasana là bây giờ có hơi muộn màng một chút, được chưa? Imasana hơi muộn màng một chút rồi. Zutto itai itakatta kotoba o komete okuru unsend letter. Anh sẽ gửi đây nha, gửi những bức thư chưa gửi. Komete là gì của anh? Chứa đựng. Chứa đựng những lời nói mà anh muốn nói suốt từ trước đến giờ. Zutto itakatta kotoba nhé. Rồi, khắm quá. Được chưa nào? Em thông báo anh tin buồn là phải dạy nhanh, không có người xem xuống hay nha. Đoạn thằng này hát rồi, nó gửi thư rồi, bây giờ nó bắt đầu hát đúng không? Rồi, và chúng ta cùng nhau hát nha. Đoạn này của chúng ta rồi, yeah. どこも行かずに待ってるよ今ベラのビラからこそ心配しなくていいんだよどんなに遠くにいても変わらないこの心言いたいことわかるでしょあなたのことを待ってるよ私はここにいるよどこも行かずに待ってるよ今ベラのビラからこそ心配しなくていいんだよどんなに遠くにいても変わらないよこの心今は空見えるよあなたの道を行こう thôi cái gì đây gì đây bây giờ thì anh có thể nói một cách chân thành rằng đúng không anh không muốn để cho I don't ever wanna let you go anh không muốn đúng không để em phải đi đâu cả được chưa nhỉ yes hết chưa hết rồi chúng ta hãy cho một tràng pháo tay cho thầy Dũng thân yêu của chúng ta nào どこも行かずに待ってるよ祈れらの日だからこそ心配しなくていいんだよどんなに遠くにいても変わらないこの心言いたいことわかるでしょあなたのことを待っているよ私はここまで追いたいわけかxong rồi. Vậy là thông qua bài hát ngày hôm nay, đúng không? Chúng ta học được những gì trong ngữ pháp, trong văn nói? Có hai điều chúng ta mình muốn nhấn mạnh các bạn. Thứ nhất là gì nhỉ? Những cái đuôi mà có a i này thì nó biến thành gì đó e, nhớ chưa? Takai, take, đúng không? Yasui, yasui, không phải yasui. Kawaii kunai là kawaii kunai. Kawaii kunai thì mình là kune. Janai, jane. Ok. Thứ hai là gì nhỉ? Hàng ta đi đưa đề đồ nữa thì nó biến thành gì nhỉ? Thì thế. Ví dụ sumaranai thì nó biến thành gì? Sumarane. Chứ mà đúng mà. Đúng cũng được, nhưng mà ở giữa à đây chúng ta sẽ phối hợp cả hai luôn đúng không? Chết bị đuổi ra ngoài. Không phải. Suma. Sumane. Này. Giờ chúng ta sẽ đây vừa có nai này sẽ biến thành nê được, vừa có ra thì sẽ biến thành ân được này đúng không? Sẽ thành biến thành gì nhỉ? Ba thì biến thành sử mát. Anh chổng mông khán giả đi ạ. Nai thì biến thành nê. Nê. Sử mát nê. Sử mát nê. Ok, nghĩa là chán phèo. Sử mát nai rồi, sử mát nai rồi, sử mát nê rồi. Được chưa nào? Hay. Hay. Hết chưa? Hết, hai điều đấy mình muốn nhấn mạnh nhau. Baby boy, watashi wa koko ni iru yo. Bài hát này cũng được đấy chứ. Rất là hay. Và mình thấy vừa nãy có mấy bạn cứ comment bảo là dạy bài này, dạy bài kia đi. Thì nếu mà mọi người thích dạy bài gì thì comment lại, xong rồi bọn mình sẽ xem là lần sau mình sẽ dạy bài ý nhá. Ví dụ như là tôi hết rồi. Xong rồi. Thôi bye mọi người nhá. Bye nhá. Tối chủ nhật vui vẻ nhá. Cố gắng nghe đi nghe lại bài này nhá. Xong thì khi nào gặp mình thì hát cho mình nghe. Thề luôn, bài này mà con trai mà mang đi tán gái thì ui giời ơi, anh ơi em cảm động quá. Nếu mà viết thư tán gái Nhật
chém gió bằng mấy cái mẫu câu trong này kiểu. Kiểu gì nhỉ? Nếu mà có thể hy sinh tất cả thì anh muốn hy sinh điều này vì em muốn làm cho em hạnh phúc chẳng hạn, đúng không? Ừ. Hay ok, qua đi. Anh không quay rồi mà. Này. Tự nhiên nó quay à? Bye bye tất cả mọi người nhá. Ơi nhiều bị ngược này. Ngược cả comment luôn này. Anh đấy, rồi. Đây à. Rồi. Bye bye. Bye gì vậy? Thôi, trong mắt. Thôi bye bye nhá.